Hello, hôm nay chúng ta sẽ quay lại với vấn đề cơ bản trong Photoshop. Chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ đảo chiều đối tượng trong Photoshop. Thì chúng ta sẽ mở một cái tấm hình để chúng ta có thể làm một cái ví dụ. Thì như các bạn thấy là chúng ta mở tấm hình và chúng ta tạo một cái tấm hình nằm trên cái layer mới mà chúng ta đặt tên là một, bạn có thể đổi tên. Thì bây giờ chúng ta muốn cái cô gái này đang nằm phơi nắng trên một cái hồ bơi, thì cái đầu của ta đang nằm phía bên tay trái và cái chân thì nằm phía tay phải. Bây giờ chúng ta không muốn cô ta nằm ở cái phía này, chúng ta muốn đảo chiều, nên là cái chân sẽ chuyển qua phía bên tay trái và cái đầu của ta sẽ chuyển qua bên phía tay phải. Thì như vậy nó sẽ nhìn nó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Edit, Transform. Sau đó chúng ta sẽ chọn là Flip Horizontal. Flip Horizontal nghĩa là chúng ta sẽ đảo chiều về cái hướng là nằm ngang, chiều ngang. Chúng ta thử nha. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy được là cái chân nằm bên trái, cái đầu thì nằm bên phải. Ngược lại chúng ta có thể Transform Horizontal, đổi ngược lại. Còn nếu chúng ta muốn đảo ngược theo chiều đứng thì chúng ta có thể chọn là vertical, thì nó sẽ đảo ngược lại về phía chiều đứng. Thì để hình dung hơn cái phía chiều đứng thì chúng ta có thể tạo một cái mũi tên ha, cho các bạn hình dung cho nó dễ. Đây là mũi tên. Thì nếu chúng ta sử dụng cái Edit Transform, chúng ta chọn Horizontal thì mũi tên nó sẽ chuyển qua bên tay trái này. Chúng ta chọn Horizontal thì nó chuyển qua tay phải này. Tương tự này, chúng ta sẽ xoay nó Vertical. Chúng ta xoay thêm ngược trên kia một hồ ha. Chúng ta xoay lên. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh Transform Vertical thì mũi tên nó sẽ chỉ xuống. Đó. Chúng ta dùng Vertical nó chuyển lên. Đó là cái công cụ đảo. Tương tự chúng ta muốn đảo hình này, chuyển cô gái cái chân qua phải cái đầu, thì chúng ta lại chọn cái layer mà có cái hình cô gái này. Chúng ta chọn Edit, chọn Transform, chúng ta chọn Flip Horizontal thì nó sẽ đảo ngược lại như vậy. Ok, một cái bài rất là ngắn như vậy nhưng mà các bạn sẽ dễ tìm, để mà những cái lúc mà mình cần thì mình có thể sử dụng cái công cụ đó một cách thành thạo. Các bạn nhớ ha, chúng ta chọn layer chúng ta muốn xoay, sau đó chúng ta chọn Edit, chúng ta chọn Transform, chọn Flip Horizontal hoặc là Vertical tùy các bạn. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái chúng ta ví dụ một cái chữ đi. Chúng ta có một cái chữ, bây giờ chúng ta dùng cái lệnh Transform ha, Horizontal. À, nó sẽ đảo ngược lại. Chúng ta dùng Horizontal lại, nó sẽ quay trở lại Vertical, nó sẽ đảo ngược xuống Vertical, đảo ngược lại. Trường hợp mà thường chúng ta dùng cái lệnh như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng soi cho hình ảnh thì nó tốt hơn. Nhưng mà những cái vấn đề về chữ thì các bạn sẽ sử dụng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer mới của chữ W Face Layer, là làm một layer mới nó gần giống layer cũ. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là Edit, Transform, Vertical đi. Thì nó sẽ tạo cái giống như là cái ánh sáng gương nó chiếu, nó phản chiếu ngược lại vậy. Thì chúng ta chọn cái công cụ là
Chúng chọn dưới này ha. Okay, chúng ta chọn gradient tool, chúng ta kéo xuống. Đây là mình ví dụ bài học hôm nay chỉ giới hạn ở trong cái gọi là trong cái giới hạn mà các bạn tìm hiểu cái công cụ transform và vertical và horizontal thôi. Còn cái kỹ thuật mình đang ví dụ như thế này thì các bạn, mình chỉ ví dụ để các bạn hiểu hiểu về cái công cụ mình nói thôi, thì nó có thể ứng dụng ở những cái dạng như vậy. Các bạn thấy nó có cái, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để làm hiệu ứng trên. Thì mình sẽ có một cái bài khác về những cái hiệu ứng như vậy. Đây chỉ ví dụ cho các bạn thấy được là nó có những cái tác dụng trong cái công cụ Photoshop là nó như vậy. Hy vọng là cái bài học mà nói về cái clip horizontal và vertical này thì nó giúp cho bạn có thể giải quyết một số vấn đề về vị trí những cái tấm hình sao cho nó phù hợp với lại cái ý tưởng thiết kế của mình. Cho các bạn, hy vọng là cái bài học này giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn một ngày đặc biệt hiệu quả. Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với bài Photoshop cơ bản. Ở mức cơ bản của Photoshop thì chúng ta sẽ học những cái cơ bản nhất trong Photoshop. Còn những cái chức năng nâng cao chúng ta sẽ có một cái video riêng, là các bạn có thể lên trên Internet, trên YouTube search, tìm kiếm những cái video. Thì theo như mình thấy thì trên mạng bây giờ có rất là nhiều video hướng dẫn mà Photoshop, rất là nhiều cái mẹo, những cái bài học rất là hay, có rất là nhiều tác giả đã làm nhiều video làm của bất kỳ công, thì các bạn có thể lên tham khảo. Nếu những cái video mình đang làm về Photoshop cơ bản này dành cho người chưa bao giờ biết về Photoshop, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về, chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ chỉ dành rất là nhanh những vài phút để chúng ta tìm hiểu từng chức năng rất là cơ bản Photoshop. Sau khi chúng ta sẽ học rất là cơ bản những cái bước cơ bản, chúng ta mạnh dạn lên YouTube tìm những cái khóa, những cái bài hướng dẫn nâng cao, chúng ta sẽ tự tin, chúng ta sẽ học rất là nhanh những cái video hướng dẫn đó. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại cái công cụ xử lý hình ảnh. Chúng ta sẽ quay lại cái công cụ là xử lý đoạn văn bản trong Photoshop như thế nào. Thì bình thường chúng ta có các bạn thiết kế như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ chọn text, chúng ta có những cái dòng chữ như thế này và chọn font. Thì các bạn, mình có làm một cái video nói về cái xử lý text như là xử lý chữ trong Photoshop rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái đoạn văn bản nhiều chữ hơn, nghĩa là các bạn sẽ canh lề nó như thế nào. Bây giờ đây là cái text không, thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều dòng. Thì bây giờ chúng ta muốn canh lề trái thì chúng ta quét khối cái này, canh lề trái, canh giữa, chúng ta nhấp vào đây. Bây giờ chúng ta chọn nhấn chữ T trên bàn phím, nó sẽ ra công cụ chúng ta quét. Hoặc là bạn có thể nhấn chữ T cho mình canh công cụ, chúng ta đi vừa chúng ta nhấp vào đây, giữ nguyên trục nhấp vào, chúng ta quét khối giống như trong Microsoft Word vậy. Thì trong văn bản nó cũng hao hao như vậy. Thì chúng ta muốn xử lý cả cái đoạn văn bản này thì chúng ta phải quét khối chọn cái đoạn văn bản này. Thì chúng ta muốn cần phải, chúng ta click vào đây và click phải. Thì bây giờ chúng ta sẽ chúng ta có ba chế độ hiện tại, chúng ta thấy được ba chế độ này trên Photoshop.
là canh trái, canh giữa và canh bên phải. Thế thì canh đều hai bên thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bạn sẽ thấy cái kênh này là cái kênh người ta dùng, người ta còn gọi là background graph panel. Thì chúng ta có thể click vào đây, nó sẽ ra một cái cửa sổ như thế này. Thì trong cái background graph này thì nó sẽ cho mình kênh kênh thẳng hàng hai bên. Tuy nhiên các bạn thấy nếu như mà chúng ta dùng cái công cụ gõ text này, chúng ta click một cái rồi chúng ta gõ như thế này, chúng ta gõ một đoạn văn bản như thế này, thì cái chức năng mà các bạn thấy, thì cái chức năng mà chúng ta canh hai hàng hai bên thẳng đều thì nó không có. Thì bây giờ chúng ta muốn canh hai hàng hai bên đều thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ copy một đoạn văn bản này ha. Nhấn chữ T ra hoặc là nhấn chữ T trên bàn phím, chúng ta thử rất khó này, chúng ta sẽ copy ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái, nếu như mà chúng ta gặp những cái loại văn bản gồm nhiều dòng như vậy thì chúng ta sẽ tạo dùng cái công cụ là vẫn là chữ T ha, vẫn là T ha, T horizontal, chúng ta vẫn là chữ T. Thay vì chúng ta bấm vào đây chúng ta gõ, chúng ta không làm vậy. Chúng ta bấm một chuột trái một cái, chúng ta giữ nguyên con nhả chuột ra, chúng ta kéo ra, thì các bạn thấy nó sẽ ra cái đường gạch gạch. Bây giờ chúng ta thả ra đó, như vậy là chúng ta có được một cái vùng để chúng ta có thể điền cái chữ mà chúng ta vừa copy vào. Như vậy chúng ta có một hai cái này. Thì bây giờ chúng ta tô màu, chúng ta dễ phân biệt hơn. Ok, bên cái máy dòng đoạn văn bản màu đỏ này thì chúng ta sử dụng cái giải pháp là chúng ta sẽ tạo một cái vùng văn bản riêng. Còn cái đoạn văn bản đen là chúng ta không dùng, chúng ta không tạo đoạn văn bản riêng mà chúng ta chỉ tạo một đoạn text. Thì chúng ta muốn nhìn dòng chúng ta nhấn enter xuống thì chúng ta sẽ có được cái đoạn văn bản nhìn dòng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng, nếu như mà chúng ta không có dùng tạo ra một cái đoạn văn bản, một cái khung để đoạn chúng ta chèn cái đoạn văn bản vào thì chúng ta sẽ không có canh lề hai bên được. Như cái này chúng ta sẽ không có canh lề hai bên được. Chúng ta sẽ thấy cái chức năng là canh đều hai bên, hoặc là những cái canh justify last line này, canh đều hai bên, và cái dòng cuối cùng nếu không đủ số dòng thì lại canh bên phải chẳng hạn. Như vậy tương tự cái này ngược lại, thì những cái chức năng như vậy nó đều bị disable nên là nó khó. Còn nếu chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta sẽ phải chọn cái không gian mà chúng ta soạn thảo đoạn văn bản này, thì chúng ta thử xem nó có chức enable không. Thì chúng ta thấy nó enable rồi này, chúng ta thử chọn ha, nó sẽ canh đều hai bên, hoặc là nó sẽ canh như thế này, hoặc là nó sẽ canh như thế này, hoặc là nó sẽ canh như thế này, canh giữa, canh đều hai bên. Đó là cái chức năng mà hai cái khác nhau không? Chúng ta tạo một cái đoạn văn bản, xử lý đoạn văn bản, chúng ta click chuột trái giữ nguyên, kéo ra, xuống nguyên thả ra, thì chúng ta có được cái đoạn không gian để chúng ta soạn thảo văn bản ở trong này, và chúng ta sẽ có được những cái chức năng canh lề. Chứ nếu mà chúng ta không dùng cái chức năng tạo ra một cái khung để soạn thảo văn bản thì chúng ta sẽ chỉ có được ba cái chức năng là canh lề trái, canh giữa và canh lề phải, chứ không có được những cái khả năng là canh đều hai bên. Chúng ta chọn đoạn văn bản một cái khung để soạn thảo văn bản thì chúng ta lại có những cái chức năng nó enable, như là nó có giá trị. Còn cái text bên này, cái đoạn bên này thì nó lại không có giá trị.
Ok, như vậy chúng ta sẽ phân biệt được là cách tạo chữ này đơn thuần như thế này, thì chúng ta sẽ không có được cái những cái chức năng paragraph cầm đề hai bên. Còn nếu chúng ta tạo chữ một đoạn văn bản mà chúng ta có khung khung riêng, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động enable những bốn chức năng này. Có chữ bên trái, bên phải, cầm đề hai bên. Ok, một cái bài học nhỏ và thời gian rất là ít, nhưng mà hy vọng vì thời gian ngắn và hy vọng các bạn sẽ tiếp thu một cách nhanh chóng và giúp ích cho công việc của bạn, và hy vọng nó sẽ là một cái bước bậc thang để các bạn đi nhanh hơn trong việc học Photoshop. Cho các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.